Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế giới Mã Vạch chúng tôi xin hướng dẫn các bạn là tải cái dữ liệu nhân viên lên máy.com thông qua phần mềm là Meta Pro V2. Thì xin các bạn hãy theo dõi cái video sau. Thì giờ mình sẽ tiến hành mà tải cái dữ liệu nhân viên của công ty mình vào cái phần mềm này để mình sau đó mình có thể là tải lên cái máy.com. Thì mà để mà tải được cái dữ liệu nhân viên thì mình sẽ vào một là nhân viên. Mình sẽ chọn là cập nhật nhân viên từ Excel. Rồi, ở đây thì nó sẽ hiện ra cái thư mục là import nhân viên. Thì mình sẽ chọn cái file Excel là có danh sách nhân viên công ty của mình, cái văn phòng của mình có sẵn. Ở đây thì mình đã có sẵn một cái file Excel như vậy rồi. Mình có thể mở cho các bạn coi. Ở đây thì mình tạo cái file Excel này là tên nhân viên Nguyễn Vĩnh Nghi, Nguyễn Đình Dương, Lê Quốc Trương, cái mã nhân viên. Đây là một cái file mẫu mình đã tạo sẵn. Mã chấm công có nghĩa là cái mã số chấm công của nhân viên đó. Còn tên chấm công là khi nhân viên chấm công bằng vân tay hoặc là bằng thẻ thì nó sẽ hiện ra cái tên nhân viên ở trên đó. Đây là cái danh sách nhân viên mình tạo mẫu cho các bạn thêm. Rồi mình sẽ lên lại phần mềm. Mình sẽ mở cái file đó, mình sẽ chọn đường dẫn cái file đó thì mình đang lưu ở desktop. Mình chọn là thế giới mã vạch. Mình open. Rồi thì cái dữ liệu nó đã hiện ở đây rồi. Dữ liệu mà cái file Excel nó sẽ hiện ở đây cho mình. Thì nó cũng tương tự như là cái mẫu mà mình đã tạo sẵn. Thì mình sẽ tiến hành là mình lưu vào cái cơ sở dữ liệu. Rồi thì mình cái quá trình lưu vào cơ sở dữ liệu đã thành công. Lưu thành công là 3 nhân viên ở đây. Rồi mình sẽ tiến hành làm cái dữ liệu đó tải lên rồi thì mình sẽ tiến hành là mình vào cái mục là quản lý nhân viên đó để mình có thể làm chỉnh sửa thêm một số cái thông tin, ví dụ như là tên nè, phân quyền nhân viên hoặc là quản lý, giới tính nam nữ, ngày sinh hoặc là ngày vào làm việc, có thể là up ảnh của nhân viên lên, vân vân. Rồi thì khi mà cái dữ liệu nhân viên công ty mình đã vào được cái phần mềm Meta Pro V2 rồi thì mình sẽ tiến hành tải từ cái phần mềm này lên cái máy.com. Thì cái việc tải đây thì mình sẽ quay lại về cái máy.com. Mình sẽ bấm là tải lên máy.com. Thì ở đây nó thể hiện cái danh sách nhân viên mà mình muốn tải ra. Tải lên cái máy.com đây. Thì bạn có thể là tải một nhân viên, hai nhân viên hoặc là có thể là tải tất cả, thì ở đây mình sẽ chọn là tất cả. Mình sẽ bấm chuyển xuống thì nó sẽ chuyển cái danh sách này, cái danh sách là nhân viên tải lên máy.com. Và mình sẽ tiến hành là mình chọn cái máy.com ở đây và tiến hành cái quá trình là tải lên máy.com. Thì quá trình này đang được thực hiện nha các bạn. Rồi thì quá trình này thực hiện đã hoàn thành công nè. Số nhân viên của mình ở đây là 3 nhân viên. Đó là mình đã hoàn thành xong cái quá trình tải dữ liệu cái nhân viên của công ty mình lên cái máy.com. Xong sau khi mà mình đã tải cái dữ liệu lên rồi thì cuối tháng mình muốn tổng kết lại cái số lượng mà chấm công ra vào, số lượng ngày công của nhân viên, thì mình phải tải dữ liệu từ máy.com ngược về. Thì để tải dữ liệu từ máy.com ngược về thì mình vẫn vào cái mục là máy.com mà mình vào cái mục khai báo một lần nữa. Và sau khi vào một khai báo thì mình sẽ kiểm tra cái kết nối của máy.com, có cái kết nối của mình là còn kết nối được với máy.com hay không. Nếu trong cái quá trình kết nối nhưng mà nó không có hiện ra cái thông tin thiết bị ở đây á, thì các bạn có thể là kiểm tra lại cái đường truyền, cái mạng của mình, có thể là nó bị lỏng hay sao đó mình chưa cắm chính xác vào thì nó sẽ không có hiện được ở đây, thì mình sẽ kiểm tra lại và mình sẽ tiến hành là mình tải cái dữ liệu về. Mình sẽ vào cái mục dữ liệu, vào cái mục là tải dữ liệu chấm công. Ở mục tải dữ liệu chấm công thì ở đây mình có thể là lựa chọn cái thời gian tải, có thể là tải theo thời gian từ ngày bao nhiêu đó tới ngày bao nhiêu, có thể là từ đầu tháng tới cuối tháng. Nhưng mà cái thời gian ở cái mục lựa chọn này á, nó phải trùng với cái thời gian của cái hệ thống của mình, hệ thống máy tính của mình. Tại vì nếu mà hai cái thời gian này mà nó khác nhau á thì mình sẽ không thực hiện cái quá trình tải dữ liệu về. Ở đây thì mình sẽ chọn là tất cả do mình mới tải dữ liệu lên. Xong mình sẽ chọn là cái máy.com.
Tại vì cái một cái phần mềm này mình có thể là quản lý nhiều máy chấm công khác nhau. Mình sẽ chọn cái máy chấm công của mình là MCC0011 và mình tiến hành mình tải cái dữ liệu đó về. Rồi ở đây thì mình đã tải được một số dữ liệu của máy chấm công về rồi. Đây là những cái dữ liệu mà hiện tại trên máy chấm công mình có. Thì từ cái dữ liệu này mình sẽ tiến hành mình xử lý cái xử lý về cái để mình biết được cái số lượng giờ ra vào hay là cái số lượng công của nhân viên như thế nào. Thì mình sẽ tiến hành mình qua một cáo biểu. Thì đây mình hướng dẫn các bạn đó là xử lý những cái bước cơ bản để biết được cái giờ vào, giờ ra của nhân viên, để biết có thể là nhân viên nào đi trễ và nhân viên nào về sớm. Còn về cái mục mà xử lý chuyên sâu hơn theo cái ca của công ty hay là cái xí nghiệp của mình á, thì mình sẽ có một cái video sau, thì các bạn hãy theo dõi nhé. Mình sẽ tiến hành là mình vào một báo biểu, vào một là giờ chấm công. Rồi ở đây giờ chấm công, ở đây các bạn có thể theo dõi ở cái tab này thì có thể hiện cái danh sách nhân viên từ lúc mà mình mới tải vào. Mình có thể là chọn một nhân viên mình muốn xem và chọn hết tất cả, để chọn tất cả mình có thể là mình chọn ở đây. Rồi mình có thể chọn là từ ngày bao nhiêu tới ngày bao nhiêu, có thể là từ ngày 1 tới ngày 26 hoặc là từ ngày 15 tới ngày 26 để mình xem được cái giờ ra vào của nhân viên như thế nào. Rồi ở đây thì là do mình mới tải cái dữ liệu này lên nên là giờ cái ngày ở đây là mình chọn là ngày 26 luôn. Mình tiến hành mình cập nhật. Rồi ở đây thì nó sẽ có hai cái kiểu định dạng mình xem, đó là hàng ngang và hàng dọc. Thì các bạn có thể là thấy ở đây đó, mà mình hàng ngang đó, nó sẽ hiện cái số lần chấm cho một ngày của nhân viên, có thể người ta ra vào người ta chấm rất là nhiều lần. Thì mình khuyên các bạn là nên xem cái dữ liệu theo là hàng dọc, thì nó sẽ hiện cái giờ vào và giờ ra, có nghĩa là cái lần chấm đầu tiên và cái lần chấm cuối cùng của nhân viên đó, để xác định được là nhân viên nó vào trễ hay là ra sớm. Rồi các bạn có thể là xuất ra cái file Excel để mình có thể là mình lưu lại, mình xử lý trong cái quá trình là mình chấm công, cũng như là cái quá trình là mình đối chứng đối với lại cái nhân viên có đúng cái giờ người ta hay không. Ở đây thì cái file Excel đây các bạn có thể lưu lại, thì nó cũng tương tự như cái mẫu mà ở trên cái phần mềm Vitabro V2, nó sẽ hiện cái giờ ra và giờ vào ở đây. Thì ở đây là mình do mình mới tải dữ liệu lên nhưng mà vẫn chưa có ai chấm công nên là mình tải về cái dữ liệu nó sẽ bị trống. Thì đó là những cái hướng dẫn cơ bản về cái sử dụng cái máy chấm công, cái phần mềm máy chấm công Vita Pro V2. Thì sau video này thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn về trực tiếp ở sử dụng ở trên máy chấm công, cũng như là một cái video hướng dẫn xử lý chuyên sâu về cái dữ liệu chấm công này. Các bạn có thể theo dõi sau nhé. Thì công ty Thế giới máy vạch xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video này.